Mến chào các cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Minh Tâm Cuộc Sống Mỹ. Mình đang đi đến nhà hàng Sài Gòn Corner. Quán này ăn cũng ok lắm các bạn, mà giá cả cũng ok nữa, không có là mấy gì mắc ha. Đây là món đầu tiên con trai mình order, french fry với thịt bò. Món này ăn thấy cũng được lắm, mình có thử cũng đậm đà và ngon. Món này thì mấy đứa trẻ thì có lẽ là rất là thích cái món ăn này, tại vì có french fry ở trong đây nữa ha. Thì cái giá bán của cái món ăn này gần 12 đồng. Nhóc nhà mình ăn cái gì mà có french fry là nhóc nhà mình thích lắm. Còn đây là phở đặc biệt của ông xã mình order. Tô này thì 16 đồng, nhưng mà trong đây mình thấy thịt cũng nhiều lắm nha. Ăn cũng ok nữa. Mà vòng vòng xung quanh đây mình cũng đi ăn rất là nhiều quán phở ha, mà giá cả toàn là 18, 19 đồng, 20 đồng không à. Chỉ có quán này thì mình thấy là có 16 đồng thôi á. Còn đây là món cuối cùng của mình, đây là món bún thịt nướng với tôm nướng. Món này cũng 16 đồng, mà các bạn nhìn cái tô bún ha, thịt trong đây cũng nhiều ha, tôm nướng 4-5 con. Mình ăn cái món bún này mình thấy cũng được lắm. Ở đây có món bún bò Huế, vợ chồng mình rất thích ăn, lần trước mình lại đây mình có ăn cái món này. Không biết có tùy theo khẩu vị của mọi người hay không, nhưng với mình món bún bò Huế ở đây bán ngon. Mình cũng ăn thử nhiều quán rồi, có quán này bán ngon. Và bạn nào mà thích ăn cay nữa thì cái bún bò Huế này là lý tưởng luôn. Trời, cái ớt cay thật là cay luôn nha. Sẵn hôm nay mình dẫn con trai mình đi ăn tới cái quán này, sẵn đây cái mình quay mấy cái món ăn này cho cả nhà cùng xem luôn ha. Nhà hàng này coi như lần này mình đến ăn là lần thứ nhì. Lần trước mình ăn bún bò Huế, ăn bún bò Huế căn này thì mình thấy thích hơn là ăn mấy căn khác. Phở thì mình ăn cũng có 16 đồng, còn bún thịt nướng với tôm nướng cũng 16 đồng luôn. Cách trang trí của nhà hàng này thì vô ăn thấy cũng rất là ấm áp. Ghi những tên đường giống ở Việt Nam, đường Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Trãi và đường Bùi Viện. Để mình quay thêm vòng vòng một chút xíu ở phía bên trong đây ha. Căn này lúc mình mới tới thì thấy vắng que ha. Ngồi một hồi người ta kéo vô ăn đầy rai cũng đông lắm các bạn. Thì giờ thì gia đình mình ăn cũng xong ha, mình xin tạm dừng video tại đây. Rất cảm ơn cả nhà đã vào xem hết video của mình. Bye bye cả nhà, và nhớ đón xem video kế tiếp của mình.